Trong khuôn khổ giải thưởng World MICE Awards vừa được trao tại Đức, Hội An của Việt Nam được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng dành cho doanh nghiệp tốt nhất châu Á 2023. Hội An đã vượt qua các đối thủ gồm Bali của Indonesia, Jaipur của Ấn Độ, Kyoto của Nhật Bản, Langkawi của Malaysia, Phuket của Thái Lan và Siem Reap của Campuchia để được vinh danh tại hạng mục này. Trong cùng sự kiện, Thành phố Hồ Chí Minh đạt danh hiệu điểm đến MICE hàng đầu tại châu Á năm 2023. Ngoài ra, một số doanh nghiệp đến từ Việt Nam cũng đã được vinh danh tại các hạng mục giải thưởng của World MICE Awards. Giải thưởng Du lịch MICE Thế giới là giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các điểm đến khách sạn, hãng hàng không, các địa điểm tổ chức và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành du lịch MICE. Kết quả trên đến từ sự bình chọn của các chuyên gia hàng đầu trong ngành MICE, du lịch kết hợp hội nghị và công chúng. Đây là lần thứ tư giải thưởng này được trao.